Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. 3 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ lâu để fan hâm mộ hồi hộp chờ đợi trạng thái mới của Asta. Kể từ thời điểm lần đầu tiên Asta ra mắt tác hình trong trận chiến với Laros, mãi cho đến chap 242 chúng ta mới thêm một lần nữa được chứng kiến điều đó. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki phân tích đánh giá chương 242 thông qua những điểm nhấn thú vị để hiểu thêm về trạng thái mới của Asta, phân tích rõ về sức mạnh của Dante và người phụ nữ bí ẩn đã gọi Asta là con trai. Đây là một chương rất hay, hãy cố gắng lắng nghe đến phút cuối cùng nhé anh em. Trong chuyến trước để thực hiện pha quét sạch, Asta đã được nhân bản lên 11 lần từ con mắt trái của Gauche. Trong khoảng thời gian time skip, Gauche chưa được xác nhận là có đến hết tập luyện hay không. Cơ mà với thanh niên sợ sai em gái này thì chắc là 6 tháng qua đã thẩm dụ ở Clover thôi anh em ạ. Tuy nhiên không phải vì vậy mà sức mạnh của Gauche không thăng tiến. Trước đây trong trận chiến với Bạch Dạ Ma Nhãn, Gauche đã trình làng tuyệt kỹ con mắt trái cực đại hóa chiếc gương phản chiếu qua ma pháp của Patry. Ngay sau đó ma pháp của cậu đã nhanh chóng cạn kiệt. Giờ đây thanh niên cuồng em gái đã thoải mái hơn khi thực hiện kỹ năng này, thậm chí cậu còn có thể tạo ra tới 11 bản sao mô phỏng Asta. Đó là một con số rất lớn. Vanessa cũng tương tự, cô đã thành thục hơn trong cách điều khiển mèo Rose, dù chỉ mới thức tỉnh nó chưa đến 1 năm. Đặc biệt hơn là hầu hết đó là nhờ quá trình tự rèn luyện của cô nàng phù thủy. Trong chap này chúng ta cũng đã đoán biết được phong cách chiến đấu Vanessa lựa chọn. Theo đó cô sẽ phát triển kỹ năng của mình để hỗ trợ tối đa cho đồng đội, đặc biệt là chiến binh cận chiến như Asta. Điểm nhấn thứ hai chúng ta nhận ra trong chương này đó là Yami đi học là rất đúng người đúng thời điểm. Trong video phân tích chương 241, chúng ta đã tỏ ra chút tiếc nuối khi giặc đến nhà đàn bà cũng oánh, nhưng khi Dante đến nhà Yami lại đang đi họp. Tuy nhiên khi nhìn thấy sức mạnh bất hảo của Dante thì sẽ ra sao nếu Yami cũng ở lại căn cứ? Chắc chắn Tamita và fan hâm mộ sẽ không muốn chứng kiến hình ảnh con cưng nằm la liệt như thế này phải không nào? Dù sao vai trò của đội trưởng vẫn là kết liễu kẻ thù và nhận công lao, vài ba trò đánh đấm này nên tránh càng xa càng tốt anh em ạ. Sau khi chứng kiến 12 thanh niên máu liều nhân máu não lao thẳng về phía mình, Dante đã kích hoạt hắc hình bằng 50% sức mạnh hắc ám. Đây là một phiên bản hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Hắn mọc thêm 2 chiếc cánh, 2 chiếc sừng. Vết ấn trên mặt trở nên lớn và rõ ràng hơn. Trên ngực của Dante xuất hiện một hoa văn trông rất giống như hoa văn trên bìa sách phép của chính hắn. Nếu anh em để ý sẽ thấy chỉ có một nửa thân phía trên của Dante bị quỷ hóa. Khi so sánh hắc hình của Dante và Xenon, về hình thức chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt, nhưng về bản chất hai hình thái này hoàn toàn giống nhau. Nếu Xenon chỉ quỷ hóa một nửa bên người gồm một cánh tay và một chân thì Dante dồn lực ở nửa thân trên. Câu hỏi đặt ra là tại sao trước đây để kích hoạt hắc hình, Xenon phải huy động tới 55% sức mạnh, nhưng lần này Dante chỉ mới sử dụng 50% sức mạnh đã đạt được hắc hình, thậm chí nó còn có phần hoàn thiện hơn. Để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về khái niệm giới hạn sức mạnh. Trong thế giới Black Clover, mỗi pháp sư sinh ra sẽ có một lượng mana nhất định. Trải qua quá trình tôi luyện và chiến đấu, lượng mana này sẽ gia tăng đến một mức độ giới hạn nào đó. Đây chính là thứ cơ bản nhất để so sánh sức mạnh giữa các pháp sư, và từ trước đến nay Clover vẫn dựa vào chuẩn mực này để đánh giá sức mạnh lẫn nhau. Đối với Spy hệ thống đó có chút khác biệt, họ sẽ đánh giá sức mạnh của nhau dựa trên phần trăm sức mạnh ám tối đa có thể sử dụng được. Câu hỏi ở đây là thứ sức mạnh ám Spy sử dụng để đo chuẩn mực đó lấy từ con ác ma nào? Bởi trong thế giới ác ma chắc chắn cũng sẽ có ác ma mạnh và ác ma yếu. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất đối với Tam Hoàng. Mỗi người trong số họ đều sở hữu một ác ma riêng. Điều này khiến mình nghĩ rằng dường như chuẩn mực phần trăm sức mạnh ác ma của Spy chỉ được áp dụng cho những chiến binh cấp thấp. Và riêng hệ thống Tam Hoàng, sức mạnh của họ sẽ không phụ thuộc nhiều vào chỉ số này. Nếu ác ma của Dante mạnh hơn ác ma của Xenon thì chắc chắn ở cùng cấp độ, kẻ bị ác ma chiếm hữu là Dante sẽ mạnh hơn Xenon và ngược lại. Trong trường hợp này chúng ta có thể khẳng định chắc nịch rằng Dante mạnh hơn Xenon. Điều đó có nghĩa là 50% sức mạnh ác ma của Dante sẽ mạnh hơn hoặc mạnh ngang ngửa 55% sức mạnh ác ma của Xenon. Đây chính là lý do vì sao chỉ cần huy động 50% sức mạnh hắc ám, Dante đã kích hoạt được khắc hình và trạng thái đó có phần hoàn thiện hơn cả Xenon lẫn Asta. Từ những suy luận trên chúng ta chưa thể chắc chắn Asta có thể sử dụng được 50% sức mạnh ác ma triệt ma pháp. Bởi nếu ác ma này là một con quỷ cực mạnh thì Asta chỉ cần vận dụng được một chút sức mạnh của hắn là đã có thể kích hoạt được khắc hình. Wow, cũng rất đáng chờ đợi ngày não cơ khai thác tối đa sức mạnh của thanh niên này phải không anh em? Quay trở lại với chương 242, sau khi vận công lên 50%, Dante thể hiện một thứ sức mạnh vô cùng lạ lẫm, đó là hắn có thể bẻ cong không gian. Liệu sức mạnh này có phải đến từ kỹ năng mới mà hắc hình mang lại? Trước đây chúng ta từng thấy trong trạng thái hắc hình mọi thứ từ tốc độ, sức mạnh, khả năng bay nhảy, kể cả độ đậm đặc máu liều của Asta đều được gia tăng mạnh mẽ. Cậu còn có được khả năng bay khi kích hoạt hắc hình.
Trong trường hợp của Dante, liệu điều tương tự đã xảy ra? Nếu quan sát kỹ khung hình này, anh em sẽ nhận thấy 11 phiên bản Asta nhân bản đã bị hút vào một chiều không gian bị bẻ cong. Về bản chất, ma pháp này cũng sẽ tương tự như ma pháp không gian của Finrol khi tạo ra một lỗ hổng trong không gian. Nhưng ma pháp của Finrol sẽ hoạt động trong không gian hai chiều, tức là nó sẽ có một lỗ để đi vào và một lỗ để đi ra. Trong trường hợp anh em bước vào mà không thấy lỗ ra thì tự hiểu rồi đấy. Tuy nhiên mình nghĩ rằng đây thực chất chính là quyền năng tối thượng của ma pháp trọng lực. Theo đó, Dante có thể điều khiển luồng mana xung quanh hắn mạnh đến mức bẻ cong được cả không gian xung quanh mình và hút vật thể vào đó. Chưa dừng lại ở đó, trong chương này chúng ta được chứng kiến thêm một quyền năng bá đạo nữa của Dante, chính là khả năng triệt tiêu ma pháp. Trọng trường ma pháp là một ma pháp cho phép người sở hữu điều khiển trọng lực, có nghĩa là Dante có thể thay đổi trọng lực mọi thứ. Trước đây trong chương 241, chúng ta từng thấy Dante có thể bẻ cong đường bay ma pháp của Gouche xuống mặt đất, có nghĩa là Dante thậm chí có thể thay đổi trọng lực của ma pháp, hay nói cách khác hắn có thể chi phối cả dòng mana. Điều này nghe có vẻ hư cấu, nhưng về bản chất ma pháp được tạo ra từ mana, nếu Dante có thể thay đổi đường bay của ma pháp, tức là hắn có thể chi phối dòng chảy mana. Đó là lý do vì sao trong chương này chúng ta thấy Dante có thể triệt tiêu toàn bộ ma pháp Hắc Bộc Ngu. Nhiều anh em nghĩ rằng Dante có thể làm tan biến Rose, thì điều đó không chính xác, bởi Rose là một sinh vật tồn tại dưới dạng gần giống như tinh linh. Nó không thể bị phá hủy, ngay cả triệt quỷ kiếm của Asta cũng bó tay trước chú mèo này. Trước đây Vanessa từng nói để duy trì hoạt động cho Rose, Vanessa phải liên tục truyền ma pháp của mình vào. Tức là nếu muốn làm tan biến Rose, Dante phải triệt tiêu ma pháp của Vanessa trước, và hắn đã làm được điều đó. Từ khi xuất hiện, Dante vẫn luôn miệng nhắc về sự tàn độc của con người, về cái bản chất ác quỷ của nhân loại. Hắn thêm một lần nữa nhắc lại điều đó trong trận chiến này khi nghĩ rằng chỉ khi giải phóng những căm ghét, báo thù, hủy diệt vân vân, thì lúc đó con người mới thực sự là con người. Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy anh em ạ. Cơ mà dù sao thì rõ ràng nhân tính của Dante đã bị biến dạng hoàn toàn khi tiếp xúc với cấm thuật. Liệu Asta trong trạng thái này có mất đi nhân tính giống như hội Tam Hoàng, điên cuồng lao vào tàn sát nhân loại? Hãy chờ đợi câu trả lời trong chương sau. Dù miệt mài luyện tập ở Hurt suốt 6 tháng và được bóp cực gắt, nhưng chúng ta cũng phải đau đớn thừa nhận Asta còn khá nhiều vấn đề để khắc phục. Sau thăm skip, Asta đang vô cùng tự tin về sức mạnh của cậu, nên việc Man bị ăn hành nhuyễn trước Dante là điều cần thiết để não cơ khắc phục được những khuyết điểm. Khuyết điểm đầu tiên đó là cậu cơ vẫn chưa thực sự dùng não để chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Đập trước hỏi sau vốn là phong cách chiến đấu trước giờ của Hắc Bộc Ngô, cái này bắt nguồn từ ông đội trưởng rồi không trách được đâu anh em ạ. Tuy nhiên đối thủ lần này của não cơ ở đẳng cấp hoàn toàn khác, hắn thẳng tay giết chết bất cứ ai nếu muốn. Cơ hội để Asta sửa sai là con số 0. Chắc chắn sau trận đấu này Asta sẽ nhận ra điều đó. Điểm yếu tiếp theo của Asta chính là cậu vẫn chưa khai thác được nhuần nhuyễn 3 thanh kiếm của Lich. Trong suốt trận chiến với Dante, Asta chỉ tập trung sử dụng thanh đại quỷ kiếm, trong khi 2 thanh kiếm còn lại cực kỳ mạnh mẽ lại không được sử dụng. Đặc biệt là triệt quỷ kiếm với khả năng đi sâu vào thế giới nội tâm kẻ thù. Trong trạng thái mới, Asta trông giống như một bán quỷ thực sự. Luồng hắc khí chảy ra khắp nửa bên thân và lan dần xuống chân Asta. Cậu mọc thêm 2 chiếc sừng mới, một chiếc cánh tế nị và một chiếc đuôi với hình dạng trông rất giống biểu tượng của Spy. Chúng ta không biết chính xác đuôi này có phải là đuôi của Akma Kun không, nhưng hình dáng của nó khác hoàn toàn đuôi của Akma Linh Ngôn trước đây. Và đặc biệt hơn nữa là 2 chiếc sừng mới của Asta không phải là sừng của Kun triệt ma pháp. Trước đây Nero từng nói sừng là tác hại của việc xâm nhập vào cấm thuật. Vì vậy rất có thể trạng thái này của Asta chính là sản phẩm của cấm thuật. Với Asta, khi chứng kiến đồng đội bị giết hại, cậu dường như đã lâm vào trạng thái tương tự như Patry. Trước giờ, Asta vẫn luôn ở bật với sức mạnh tinh thần, hãy chờ đợi pha bẻ lái của Tabata trong những chương sau. Người phụ nữ được xem là mẹ của Asta. Để thức tỉnh thứ gọi là con người trong Asta, Dante đã găm thẳng một chiếc đao bằng đá vào bụng của Gouche. Thương thế cậu ba hiện giờ rất nặng, nếu Finro không trở về kịp thời thì toang rồi anh em ạ. Đây có phải là cái chết đầu tiên của Hắc Bộc Ngô? Tuy nhiên mình nghĩ là Gouche sẽ không chết, vì thanh niên này chết chắc chắn Black Clover sẽ mất khá khá fan đó anh em. Có một điểm hết sức lưu ý trong khung hình này, đó là không chỉ Gouche bị đâm mới khiến Asta nổi máu điên, mà vết đâm ở bụng của Gouche đã gợi nhớ quá khứ về cho Asta. Nếu anh em để ý sẽ thấy ở đây có một ít tóc, và đôi tay người này khá mỏng manh, nên đây chính là mẹ của Asta. Người phụ nữ gọi Asta là con trai cũng có một vết thương tương tự như Gouche ở bụng. Vậy lẽ nào chính Dante đã giết mẹ Asta bằng chiêu thức này? Dante xâm chiếm Space từ 16 năm trước, đó cũng là thời điểm Asta bị bỏ lại Hage. Có thể chính vì điều đó cha Asta buộc phải để đứa con của mình ở lại đất khách. Điều này hoàn toàn có cơ sở, vì nếu xét theo mối liên hệ giữa nhóm nhân vật Clover với hội Tam Hoàng, Maggie Killa có liên hệ tới cái chết của mẹ Noel, Shannon có liên quan đến Juno, và điều dễ hiểu nếu Dante là kẻ đã sát hại gia đình Asta. Đó có phải là câu trả lời không? Hãy cùng chờ đợi trong những video sau của Anime Geeky nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.